nhưng mà bữa sau là em nhét dùng miếng mỡ nữa. Em đậm. Có cơ duyên nào cô nuôi mấy cô chú á cô? Đi làm nói nhỏ lai xe vội quá, đợi tôi ba ba dẫn về nuôi, để nuôi ở thành cái trại luôn. Là có nghĩa là chú Hữu, chú Phước chứ, chú Phước đi làm xong rồi có một một chú bị tâm thần kêu ba ba đưa con về nuôi, xong nuôi xong rồi từ đó biến duyên cái cô cứ nhận lần nhận nhiều nhận nhiều, bây giờ cũng mở ra cái trung tâm luôn, cũng nghĩ là mở. Dạ. Cô như thường ngày là cái kinh phí từ đâu để mình nuôi cho mấy cô mấy chú à? Kinh phí thì từ mình ra thôi. Dạ. Ai đó giúp được mình nghĩ thì giúp, còn có thôi mình có hàng ngày có lo ý. Nhưng mà con thấy ở đây có một điều đặc biệt là tất cả các cô chú ở đây đều rất là sợ chú Phước ha. Nhưng mà thấy chú Phước rất là hiền, vui tính. Mà thấy nhắc tới chú Phước là mấy anh xin thuốc lá, nói là để vô hội phép chú Phước là mấy anh không lắc đầu, biểu biểu là im im, không có nói. Là cô chú có mấy người con à? Hai người con. Là có ở chung với mình không hay là đi học, đi làm sao? Dạ. Tấm lòng của cô chú bây giờ hả? Lan rộng cả thế giới luôn rồi. Mình cứ nhờ vậy là mình cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ bên thuốc không? Mình tự à, mình tự thuốc. Nhưng mà bệnh viện chỉ hỗ trợ thuốc thôi chứ. Thuốc có nghĩa là cô tự mua luôn. Ví dụ cô lên cô nói cái thuốc đó, những anh bệnh như vậy là cô mua luôn. Ví dụ như ở đây mà bệnh đau, bị cảm sốt hay gì á là mét với cô. Cô biết cô đi mua luôn. Đó. Ba mấy năm hồi xưa ở Tiên Hòa cứ về ngủ 100 lít miếng đó, nhà máy nước đá Lê Thánh Tông à, từ thâm niên lỗ răm tam ngân điền muốn có tối là không biết để theo cái ngủ Tiên Hòa nè. Rồi chú đang chạy xe thì chú gặp người bệnh xong rồi xin chú về đây là chú đưa vào đây luôn nuôi luôn hả chú? Lấy đây đi ăn dỗ chứ cần gì học chữ xe. Đưa con kia đây kìa. Ăn dỗ là ăn dỗ cho chú Phước hả? Thấy có người chết thì chạy tới. Họ có người liệm chưa? Đưa tôi. Ờ à, cũng được, con liệm được mà. Rồi cái hỏi có người liệm chưa đưa tôi, có hình thờ không đưa tôi. Dạ tại vì này nha là có đưa tôi nhưng mà nhớ là không được lấy tiền. Đưa cho quý vị họ trở đây. Lấy tiền. Xong rồi sang năm có đám vỗ người ta mời. Làm ăn vỗ mập tôi cần gì lấy tiền. Vậy là mình đâu có sợ đói đâu chú. Đúng rồi, lấy tiền về vợ. Đưa cái thai kìa. Lấy tiền về vợ đâu à. Biết đâu. Nó ừng nó nghe nó bừng sợ nghe. Lấy gì? Y đoan là gì? Y đoan. Đúng. Hình như là chắc khoảng một tháng hơn vậy hay chú Phước ha? Ủa, không biết ý, mà mình lo y lạc kìa. Là kiếm tiền á anh để lo cho ngày ba bữa ăn á anh Thanh. Nên cái việc mà chăm sóc nó là cô Hạc. Cơm chú ơi. Chú không thấy. Cơm nha. Do nãy hỏi ăn cơm, ăn bún nói ăn cơm á. Từ từ ăn. Cơm thịt kho trứng á. Ngon không? Ăn xong cơm rồi ăn thêm miếng bún rồi nha, bún giò. Bún giò heo á nha. Từ từ, đừng có lắm, đừng có chen. Ai cũng có phần của nó chen. Không có thuốc, còn điêu điêu. Múa, lớp. Đây, múa này. Sau khi mà mở cổng ra mà nhận cơm xong á, là mọi người sẽ ngồi một góc cố định để ăn nè. Rồi, lại chưa mở dưới xích. Sao lại chưa mở dưới xích nữa? Nói con nghe. Có người bỏ. Nè. Mấy lần rồi đó. Bỏ lại. Này, có thịt ăn ngon quá.
ngon hả? Dương nấu đấy. Sao? Tí nữa Dương tặng cho Hạnh áo mới, áo khoác, áo thun. Ok. Cái quà này áo là của chị Sushi á, chị Sushi ở Sài Gòn á. Cảm ơn chị Sushi đi. Cảm ơn chị Sushi đã gửi những chiếc áo, cái áo, cái áo khoác nè, áo thun nè, rất là đẹp. Có quà quà cho Hạnh không? Có, ăn đi, Hạnh ăn đi. Bưng lên ăn chứ, ngon không? Ngon. Ngon hả? Ăn bún mà không no thì ăn thêm cơm nha. Bữa nay có cơm, có thịt kho trứng nữa. Ừ, em ăn đi rồi, em muốn ăn cơm là ăn cơm thêm ha. Ngon không? Ngon. Ngon ha. Ở phía xa kia thì có một số bệnh nhân ta đang xích tay. Ngon không? Ngon hả? Ngon. Thịt mềm không? Thịt mềm không? Thịt mềm ha. Sống hình bạc anh đâu chị Huyền ơi, em cho chị 10.000. Chị Huyền nào? Chị Huyền của bà Quán. Chị Huyền đâu có trong đây đâu, chị Tiên. Này là chị Tiên, trời ơi. Chị Tiên. Con Huyền này em giao em Hạnh đi. À, con Huyền em Hạnh cho 10.000 à? Ừ. Ăn đi. Ăn xong á, tí nữa ăn cơm là có thịt kho trứng á, là lấy thịt kho trứng đó nha. Bữa nay nó đem nhiều lắm. Mấy anh mà ăn chưa nói, ai muốn ăn cơm á lại có cơm này nha. Đây là bún. Thế là em nếm cơm thật kho trứng. Ăn hai tô lên. Ủa vậy hả? Ngon không? Ngon. Một tô tôm mà nó bún này. Phải vô tô ăn chưa? Bữa nay em mất hình tượng như chị rồi đó. Mấy bữa em đẹp trai rồi. Sao lấy rau ra ngoài vậy? Đâu sống này, đâu thơm này, đâu răm này. Cái này, anh Hạnh nha, mà làm cái mấy mình sắp tới giờ tao đâu là anh Hạnh đi tao đó ngồi à. Tính là cho Hạnh ở ngoài chơi nha. Hát cho chị Hồng Anh nghe nha. Bữa nay ngon không? Hồi sáng có một cái đoạn thực hiện nó mang loa và hát. Cái loa to. Cái loa to lắm. Ăn đi rồi tí nói chuyện. Ăn đi cái gì mà có loa không? Mấy người mấy anh mà vừa tay vừa chân như vậy là quậy lắm. Nó phải vừa tay vừa chân luôn. Rau răm ngon quá. Gì? Rau răm. Rau răm đâu? À rau răm ngon. Ngon quá. Ngon. Ngon. Đây bắt được nè, ăn thịt nè. Được. Nó muốn ăn nhiều nè. Ai sắp tới chị chụp hình cho. Bữa nay thấy sao? Muốn bún sao? Trứng ngon, bún ngon đúng không? Bún cũng ngon mà thịt cũng ngon đúng không? Thích ăn món thịt này đúng không? Rất là thích món này. Cái này em hỏi anh không hát bài gì nữa, người anh đã yêu. Thì không ngon lắm. Thì không ngon lắm. Anh phải im xuống nữa, tại quay anh mới nói được. Anh phải ngồi xuống, im mới nói rồi anh không ạ. Anh ngồi xuống im. Ăn đi. Mọi người có thích Duyên lên thường xuyên không? Có. Chú Phương có thích con lên đây không? Thích. Từ từ ăn chú Phương ơi. Ngồi sát bên Hạnh nè, Hạnh đang húp sò nè. Thịt nó có mặn không chú Phương? Không, nó về nó còn kêu bộ về quặn đấy, tắt nó. Ăn đi, cứ nói chuyện thôi. Khổ ghê á.